Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sức sống thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Cơn bão số 4 đã gây ra rất nhiều những thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. Và hòa chung với không khí ủng hộ cả nước của những người dân trên cả nước cho những người bị bão lũ, thì ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 cùng với những quarter đã quyên góp và ủng hộ cho những người dân bị bão lũ ở tỉnh Hà Tĩnh. Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 4 đã gây mưa và lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Trung của nước ta, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều khu vực bị cô lập bởi nước lũ. Thấu hiểu sự vất vả và khó khăn của nhân dân nơi đây, ban tổ chức giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 và các tay đua đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách bằng cách quyên góp ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng bị lũ lụt. Ban tổ chức giải đua xe đạp Cup VTV Hoa Sen năm 2019 với những tấm lòng tương thân tương ái chia sẻ những khó khăn với đồng bào Hà Tĩnh vì cái thiên tai lũ lụt. Thì đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa của đoàn đua để hỗ trợ cho bà con Hà Tĩnh khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như để ổn định cuộc sống lâu dài và thể hiện được tình cảm rất là gắn bó thiết chia sẻ với tình cảm với bà con nhân dân của Hà Tĩnh. Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đã trao số tiền quyên góp 29.600.000 đồng cho ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.